Rồi, kính chào các bạn. Thì hôm nay mình xử lý cái lô phôi để mình trồng lại như các bạn nha. Thì thời gian vừa rồi mình cũng có thời gian để mình làm video cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái công việc của mình hàng ngày. Thì các bạn thấy mình sau khi mình xử lý cây phôi đó, nguyên một dàn phôi này là mình xử lý, mình trồng lại hết nha các bạn. Đó, trồng lại hết. Thì nếu mà mình xử lý một cây phôi mà các bạn muốn xử lý để cho nó tuyệt đối, để sau này cái cây phôi mình nó ra rễ, ra nhánh, ra chồi cho nó ok, thì các bạn nên làm cái gì? Các bạn phải vũ hết cái rễ của nó đi các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Vũ hết rễ đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành cắt những cái rễ con này lại. Cắt hết mấy cái rễ con bỏ nha anh em. Anh em á thì thường thường làm á, mua cây mai về các bạn không chịu xử lý bầu, nhiều anh em lắm, nhiều anh em mới tập chơi đó các bạn cứ thấy mình làm như vậy các bạn nói nó thành củi. Đó, có rất là nhiều anh em là nói mình làm như vậy là tỷ lệ mình thành củi. Thì nếu mà thành củi thì nguyên một lô này thì làm sao mà dám làm các bạn, đúng không? Tiền mà sao mình dám làm nguyên một lô, đâu phải mình làm một cái cây thôi, mình làm rất là nhiều cây nha anh em nha. Thì những cái rễ mình cắt đó các bạn không cần phải bao keo nha các bạn. Nhiều anh em hỏi cắt như vậy có cần bao keo không, thì mình nói là không nha các bạn nha. Để cám rồi đồ mình cắt cho sạch sẽ hết. Có nhiều anh em người ta làm xong người ta sẽ ngâm, ngâm kích rễ hoặc là ngâm thử để tính trồng rễ đồ các thứ. Nhưng bên mình thì không, mình không có làm mà mình ngâm cái đó. Mà sau khi mình làm á, mình làm xong các bạn, mình làm xong cái mình trồng, mình trồng mình tưới nước, mình tưới nước 1-2 ngày cho rồi cho cái cách trồng của mình nó sạch sẽ hết rồi còn mình không mới tiến hành kích rễ. Thì cái thời gian ở trên Đồng Nai mình làm các bạn thấy rồi, nó rất là đạt hiệu quả. Nhưng mà về đây sau này mình không có thời gian để mình làm cho các bạn xem á, về đây mình bận công việc nhiều quá cho nên mình không có cái thời gian để mình làm chia sẻ cho các bạn cái cách trồng phôi. Thì mình bây giờ mình trồng rất là nhiều anh em ơi, từ lúc mình về quê tới giờ mình trồng chắc cỡ 400-500 cây rồi.
hay là cây mai, hay là cây mai bonsai cũng vậy, mình đều xử lý hết bộ rễ nó nha các bạn nha. Thì cái cây này tầm nửa tháng thì nó, nửa tháng 20 ngày thì cái cây mới nó được như vậy đó. Cây này chắc tầm 20 ngày mình xử lý từ cái cọng rễ nó như vậy đến lúc mà nó phát triển được đó các bạn, thì nó rất là mạnh. Chứ các bạn mà để nguyên cái bầu đất, có những anh em để nguyên cái bầu đất nó trồng thì nó nhanh lên đó, nhưng mà có một cái tới chừng nó lên rồi nó đứng, nó không chịu phát triển được đó. Như cái cây này, cây này cũng đang chuẩn bị ghép cho khách nha anh em nha. Đây treo thẻ có khách rồi nè, mình đem ra mình trồng đi, trồng cho nó sống khỏe như cái này là mình ghép được rồi. Đây cái lô này thì mình cũng xử lý y chang như cái lúc đầu mình xử lý cho các bạn xem. Tất cả cây, cây phôi là các bạn mua về là các bạn phải xử lý tuyệt đối như vậy. Trồng các bạn đừng đừng có không có kết rễ liền cũng được, các bạn có thời gian thì các bạn cứ tích kết rễ, còn các bạn có thời gian các bạn cứ trồng xong các bạn tưới nước cho nó thật là đẫm, tưới 2-3 nước cho nó thật là lầy lội luôn. Để làm gì? Cho nó rút được những cái chất trồng của mình á, rút vào những cái khe rễ, khe rễ như nãy giờ mình cắt cho các bạn đó, cho nó rút vào khe rễ, nó không bị trống, mình mới tưới cho thật là đẫm. Rồi bắt đầu mình để đó 2 ngày sau cho nó ráo cái chất trồng đi, rồi lúc đó mình sẽ lấy kích rễ mình đi kích rễ cho nó. Thì anh em nhiều có lò nhiều loại kích rễ thì anh em mình xài cái gì mình xài, nhưng mà mình ở đây là mình xài hàng Atomic như các bạn đó, mình cứ xử lý như vậy. Tất cả các bạn thấy nó còn cái rễ không đó, còn cái rễ không, đây cây này cũng vậy nữa nè, nó còn cái rễ không vậy đó. Thì nó đã sống thì mình đã quay cho các bạn, có những cây sống mình trồng nãy giờ mình quay cho các bạn xem rồi đó. À, nói chung thì cái thời gian vừa rồi mà ở trên Đồng Nai thì các bạn cũng biết Lệ Quỳnh bonsai xử lý phôi nó như thế nào rồi. Nói chung thời gian vừa rồi á, mình về đây mình lo cái công việc của mình rất là nhiều ở đây anh em mình, cho nên mình mất hết cái thời gian, mình không có thời gian để mình up video cho các bạn xem. Thì hôm nay cũng vô làm phôi rồi thôi, mình quay. Đâu mà ra mà trồng cái cây 100 cây, 600 cây là không có đâu. Đó. Xong nha anh em nha. Rồi, thì cũng hôm nay mình cũng gửi lời để mình làm cái video này, gửi lời mình nói với các bạn. Thời gian vừa rồi mình ẩn danh rất là nhiều, tại vì công việc của mình nó rất là nhiều, cho nên mình không có thời gian để mình lên live cùng các bạn và không có up video cho các bạn chơi nhiều. Thì thời gian sắp tới mình sẽ tranh thủ cái thời gian để mình lên mình chia sẻ cùng các bạn từ cái cách trồng, từ cái cách chăm sóc phôi của mình như cái thời gian ở trên Đồng Nai. Rồi cái video này thì mình cũng xin tạm kết thúc nha anh em, và hẹn anh em mình lại video kế tiếp. Bye bye.